Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ hành chính công, cử nhân lịch sử, cử nhân luật. Trình độ chính trị: cử nhân. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng các khóa 12-13, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10-11-12-13, đại biểu Quốc hội các khóa 10-11-12-13-14-15 từ năm 1997 đến nay. Bà Trương Thị Mai từng có nhiều năm gắn bó với công tác đoàn, đã trải qua các vị trí công tác: Bí thư Trung ương Đoàn từ tháng 8 năm 1994 đến năm 2002, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 2 năm 2003. Từ năm 2002 đến năm 2007, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 2 năm 2016, bà là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12-13. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Trương Thị Mai được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 2 năm 2016, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bà tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 4 năm 2021, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Từ tháng 3 năm 2023, Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13.